Vâng, thì sau đây em test con Watford 1000, con này khủng, có giá rất là tốt. Nhưng dòng này tiếng hay và lực đánh nó ra mạnh. Con này thì em đang giao bác là 7 triệu 3, gửi cho anh là bác ở Hải Dương nha. Gồm một bộ Temic Soltec Pro 600, dòng Temic 7 Mỹ, hát rất là ngon. Nhiều những Temic danh tiếng với thương hiệu nổi tiếng, em nói mic dây nha quá, với những thương hiệu nổi tiếng sừng sỏi nhưng mà 4-5 triệu á không bằng nó nha quá, nên là những dòng này rất tầm tiền nhưng mà nó là phải nói là một câu là ngon bổ rẻ các bác. Mà thiết kế của nó thì cực kỳ tuyệt vời, nó được làm nhôm xuyên nguyên khối nha quá, nguyên khối và cầm rất là chắc tay và gọn gàng đấy, hàng bãi Mỹ nha bác, đẹp xuất sắc đó nha. Gồm dây xịn 7 mét là 1,9 triệu nha các bác, Pro và 600 và đây Watt Phaidon 1000, 1500W, các bác chơi nhiều bát 40 đô lại đánh cả 40 luôn nha các bác. Ở tầm tiền mà mua những con cờ ra 7 triệu rưỡi hoặc là những con QC 7 rưỡi thì không đánh được 40 đâu, nhưng mà con này đánh được nha, tiếng hay mạnh, bạn ta đâu phê ta đấy. Rồi, em làm video ngắn để thông báo để bác xem sản phẩm và mai hàng lên đường cho bác nha.